tuổi Tân Dậu 1981 hợp hướng nào? Hướng Đông là hướng tốt, con cháu ngoan ngoãn, thành đạt và hiếu thảo. Tuổi Tân Dậu 1981 nam mạng có cung khảm thuộc Đông tứ mệnh, vậy nên các hướng mang đại cát đại lợi nên chọn là Đông Nam, sinh khí, Nam, diên niên, Đông, thiên y, Bắc, phục vị. Hướng Đông Nam đem lại cho bản mệnh phúc lộc vẹn toàn. Hướng Nam đại diện cho cuộc sống gia đình an nhàn và hạnh phúc. Hướng Đông là hướng tốt đem lại thuận lợi về cung tử tức, con cháu ngoan ngoãn, thành đạt và hiếu thảo. Hướng Bắc thúc đẩy cuộc sống bản mệnh có nhiều tiến bộ vượt bậc, cuộc sống gia đình vui vẻ và giàu sang phú quý. Nữ mạng Tân Dậu thuộc Tây tứ mệnh nên lựa chọn các hướng tốt gồm Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc. Hướng Tây Nam đại diện cho sự nghiệp thăng tiến, gia đình đắc tài lộc. Hướng Tây Bắc tượng trưng cho sức khỏe tốt, cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Hướng Tây củng cố các mối quan hệ tốt đẹp, gia đình gắn bó bền chặt và hỗ trợ bản mệnh tích cực. Hướng Đông Bắc đem đến nhiều thuận lợi và may mắn, kinh tế bản mệnh phát triển sớm,